Thì hôm nay tôi rất là cảm thấy rất là hân hạnh khi được quay trở lại cái bài giảng chẩn đoán mô bệnh học và sinh học phân tử của ung thư À, thì đây là một cái chủ đề không phải là mới, nhưng mà tôi thấy rằng là cái ung thư vú ấy nói chung và cái giải phẫu bệnh trong ung thư vú nói riêng thì giữa giải phẫu bệnh và lâm sàng thì nhiều cái nhiều lúc đôi khi nó có chưa có cái sự gọi là hợp tác cũng như là chưa có sự gọi là hiểu nhau đúng mức. Thì tôi hy vọng rằng là qua cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn và có thể hợp tác tốt hơn giữa giải phẫu bệnh và lâm sàng để từ đó có thể giúp đỡ được cho nhiều bệnh nhân hơn. Tôi xin phép được bắt đầu bài giảng hôm nay, đó là chẩn đoán mô bệnh học và chẩn đoán sinh học phân tử của ung thư vú. Thì như cái tên gọi của bài thì hôm nay chúng ta sẽ gồm hai phần. Thứ nhất, nội dung thứ nhất đó là chẩn đoán mô bệnh học của ung thư vú, và nội dung thứ hai đó sẽ là chẩn đoán sinh học phân tử của ung thư vú. Thì đầu tiên để nhắc lại một chút về ung thư vú thì như các anh chị đã biết thì ung thư vú nó là một cái ung thư mà rất hay gặp, có thể nói là gặp số 1 ở nữ giới và tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Thì theo số liệu của Global Ca năm 2018 thì như các anh chị thấy ở đây thì ung thư vú nó chiếm tới 1/5 cái số ca mắc mới trong năm 2018. Về cái triệu chứng lâm sàng của ung thư vú thì chúng ta đều biết hết rồi. Thì những cái trường hợp mà ung thư vú khi mà nó biểu hiện được triệu chứng ấy thì đa số là những trường hợp mà nó các triệu chứng đấy bệnh nhân đã ở các cái giai đoạn của bệnh khá là muộn, và kể cả khi biểu hiện triệu chứng ra ấy, thì những cái triệu chứng đấy của ung thư vú cũng có thể nhầm lẫn sang các cái tổn thương vú lành tính khác, từ các cái u lành cho đến kể cả các tổn thương viêm. Ví dụ như là ở cái hình ở trong góc ở phía dưới đây thì các anh chị có thể thấy rằng là một ung thư vú thể viêm thì nó có thể dễ dàng nhầm lẫn với cả một tổn thương viêm và áp xe của vú, bởi vì trên lâm sàng nó sẽ gây ra tình trạng viêm, à không, gây ra tình trạng sưng nóng đỏ đau, chính xác là mình những sưng nóng đỏ đau của ít nhất 1/3 mô vú. Và cái trường hợp này thì là nó tiến triển khá là nhanh và đôi và không phải lúc nào chúng ta cũng thể sờ thấy được một cái khối u vú rõ ở dưới tay được, thế nên là nhiều khả năng có thể sẽ có những lúc mà chúng ta có thể bị nhầm sang một cái viêm áp xe vú. Còn nếu những trường hợp muộn hơn thì ung thư vú như ở các cái tỉnh ở trên vùng cao ấy, thì bệnh nhân hay có cái kiểu là cúng bái dùng đắp thuốc đắp lá là dẫn đến là ung thư vú giai đoạn muộn, giai đoạn ra đến cái T4C có thể nó phá vỡ ra da gây viêm loét, đúng không? Còn những trường hợp khác ung thư vú ở giai đoạn sớm hơn, ví dụ như ở đây thì những cái khối ung thư vú kích thước nhỏ ấy, thì sẽ khó phát hiện và đa số sẽ được nếu mà phát hiện ra ấy, thì sẽ được thông qua các cái chương trình tầm soát của ung thư vú. Thế về đấy là về mặt lâm sàng của ung thư vú, nó rất là bệnh cảnh lâm sàng của ung thư vú rất là đa dạng như vậy. Thế về sâu hơn về mặt bệnh học ung thư vú thì chúng ta thấy có một cái tính chất tương tự, tức là về về mức cấu tạo vi thể thì chúng ta thấy rằng là bản chất mô bệnh học của ung thư vú rất là đa dạng. Và sâu hơn nữa ở cái con đường gen, con đường di truyền của ung thư vú thì để ra được ung thư vú thì có rất nhiều các con đường, các cái sự kiện gen khác nhau có thể dẫn đến gây phát sinh ra các cái tế bào ung thư. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần chẩn đoán mô bệnh học của ung thư vú. Thế chúng ta hiểu chẩn đoán mô bệnh học nó là cái gì? Chẩn đoán mô bệnh học tức là chúng ta muốn xem là cái ở cái mức độ vi thể quan sát bằng kính hiển vi thì chúng ta muốn xem là cái cấu tạo mô học, tức là cái sự sắp xếp của các cái tế bào u và hình thái của tế bào u như thế nào, cũng như chúng ta muốn xem là cái bản chất mô học của ung thư vú đấy là cái gì. Ví dụ nó là ung thư vú đấy là biểu mô hay là đấy là ung thư vú loại lympho ạ. Thì trên hình ảnh minh họa ở đây thì các anh chị thấy rằng đây là một cái mô vú lành, một cái mô học của vú lành. Đây là một cái đơn vị tiểu thủy ống tận, cả toàn bộ này là một đơn vị tiểu thủy ống tận của vú. Đây vừa là cái đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng cơ bản của tuyến vú. Thì người ta thấy rằng cái ung thư vú ấy nói chung là đa số là nó xuất hiện từ các cái tế bào thuộc cái đơn vị tiểu thủy ống tận này. Đấy, nguồn gốc nó bắt nguồn từ các tế bào của đơn vị tiểu thủy ống tận. Thì đây là một hình ảnh vi thể minh họa của ung thư vú. Thì cái để định nghĩa về chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú, cái ý nghĩa của chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú là gì? Có thể nói là cái ý nghĩa nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, từ cái việc chẩn đoán xác định cho đến việc tiên lượng của ung thư vú. Và cái chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú nó được coi là bắt buộc trong cái chẩn đoán xác định của ung thư vú.
từ việc chúng ta khám lâm sàng cho đến chúng ta sử dụng các cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, và sau đó cuối cùng sẽ phải được xác định lại bằng cái kết quả vi thể xem là nó có ung thư vú thật hay không. Thì hiện tại cái phân loại mô bệnh học của ung thư vú hiện tại là nó theo cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới mới nhất là lần thứ 5 năm 2019. Thì theo cái phân loại này thì như trên hình chúng ta thể thấy rằng là người ta chia cái u vú, tức là bao gồm cả u lành cả u ác đấy, người ta chia ra cái u vú nói chung đấy sẽ gồm các cái nhóm lớn là u biểu mô, u sơ biểu mô, u trung mô, u lympho, các u của lưng vú, u của vú nam giới và các cái ung thư thứ phát có thể xảy ra ở vú. Thì trong các cái các loại u vú này thì cái u vú mà hay gặp nhất đó là các cái tổn thương u biểu mô và u sơ biểu mô. Trong các cái tổn thương u biểu mô của vú thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, nó sẽ là bao gồm các cái tổn thương u lành tính và các cái tổn thương ung thư biểu mô của vú. Thì trong ung thư biểu mô của vú thì nó có thể chia ra làm hai loại, đó là ung thư biểu mô tại chỗ, là những cái ung thư mà cái tế bào nó còn giới hạn nằm ở trên màng đáy, tức là nó còn nằm ở gọn ở trong các cái ống tuyến vú. Và loại thứ hai đó là ung thư biểu mô xâm nhập, tức là những trường hợp mà tế bào ung thư nó đã phá vỡ màng đáy và xâm nhập xuống dưới mô đệm và có thể tiến xa hơn nữa là xâm nhập vào các cái cơ quan lân cận. Thì trong cái bài ngày hôm nay thì chủ yếu chúng ta sẽ bàn đến cái ung thư biểu mô xâm nhập của vú là cái nhóm này đây. Còn những cái nhóm còn lại đây thì chúng ta sẽ không nói đến nhiều. Chúng ta sẽ chủ yếu nói đến cái loại này thôi. Thế thì bây giờ chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú nó gồm những cái bước gì? Thì trong cái chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú thì nó không chỉ dừng lại cho chúng ta biết là chúng ta biết xem đấy là cái ung thư vú, đấy là loại ung thư biểu mô hay là u lympho. Đấy, mà trong cái chẩn đoán mô bệnh học nó sẽ cung cấp chúng ta rất nhiều các cái thông tin hữu ích khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ biết được đấy là cái típ mô bệnh học của ung thư vú là gì, để chúng ta biết đến độ mô học, rồi giai đoạn TNM trên giải phẫu bệnh của ung thư vú và các cái thông tin về mặt sinh học khác của ung thư vú, ví dụ như là cái ung thư vú đấy đã xâm nhập các mạch máu, mạch bạch huyết hay chưa, có xâm nhập thần kinh hay không. Chúng ta xem là ngoài các thành phần ung thư xâm nhập ra thì chúng ta có các thành phần ung thư tại chỗ hay không, các cái số ổ của ung thư và cái diện cắt còn ung thư hay không, cũng như là chúng ta có thể đánh giá được đáp ứng điều trị của ung thư vú đối với điều trị tân bổ trợ. Thì vì cái thời lượng còn giới hạn nên là tôi sẽ chỉ tập trung vào giới thiệu ba cái mục đầu tiên, đó là chúng ta xem là trong ung thư vú đấy thì chúng ta sẽ chẩn đoán típ mô bệnh học như thế nào, chẩn đoán độ mô học như nào mà phân loại giai đoạn TNM như thế nào. Thì đầu tiên về típ mô bệnh học ung thư vú thì đây là cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới về các cái ung thư biểu mô vú xâm nhập mà hay gặp. Đấy. Thế thì chẩn đoán típ mô bệnh học tức là chúng ta làm gì? Chẩn đoán típ mô bệnh học tức là các nhà giải phẫu bệnh người ta sẽ phải quan sát xem là cái cấu trúc, tức là cái sự sắp xếp của các cái tế bào u đấy như thế nào, và chúng ta phải xem là hình thái của mỗi tế bào u đấy như thế nào, cũng như là cái sự tương tác giữa cái tế bào u với cái môi trường, với cái mô đệm xung quanh như thế nào, để từ đó người ta đưa ra xem là với cái phổ hình thái như thế thì cái ung thư này nó thuộc loại ung thư gì về mặt mô học. Thì ví dụ như là để minh họa thì các anh chị có thể nhìn thấy trên hình về cái chỗ vi nhú để lại, thì nếu mà các nhà giải phẫu bệnh người ta thấy rằng các cái tế bào ung thư nó tạo thành các cái khối nhỏ nhỏ như thế này đấy, và có chiều hướng là các cái nhân là các cái đen đen này nó có chiều hướng nó đi ra hướng phía ngoài này, và xung quanh các cái đám tế bào u nó có khoảng sáng như vậy, thì với cái hình thái vi thể như thế thì chúng tôi sẽ chẩn đoán đây là một ung thư biểu mô vú xâm nhập mà cái típ nó gọi là típ vi nhú. Đây tức là đây tức là nó là cái loại 8507 trên 3 mã ICD của nó, đây là ung thư biểu mô xâm nhập của vú típ vi nhú. Tương tự như thế chúng tôi sẽ chẩn đoán các cái típ khác, ví dụ như típ nhầy hoặc là típ tiểu thùy xâm nhập. Nhưng mà tuy nhiên rằng là trong cái thực hành hàng ngày thì không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ ra được các cái hình ảnh nó điển hình như thế, mà sẽ ra đến những cái hình ảnh nó lai tạp giữa các cái típ mô bệnh học khác nhau, và chính vì như thế sẽ dẫn đến là cái chẩn đoán ung thư vú nó sẽ bị chậm trễ, và không phải lúc nào cứ đặt tiêu bản lên là có thể ra được. Ví dụ làm bệnh phẩm xong xong hôm sau ra được tiêu bản thì có thể cho các bác sĩ lâm sàng ngay được đấy được chẩn đoán là cái gì, thì nhiều khi cái chẩn đoán nó sẽ bị kéo dài hơn rất là nhiều. Chưa kể nữa là chúng tôi phải phân biệt giữa cái ung thư biểu mô của vú với các loại ung thư khác của vú ạ, hoặc là từ di căn từ chỗ khác tới. Quay trở lại chẩn đoán típ mô bệnh học thì chúng ta thấy rằng là
Một số trường hợp thì ung thư vú nó sẽ có các cái mẫu cấu trúc hình thái rõ ràng như thế này. Nhưng mà tuy nhiên khi mà trên giải phẫu bệnh người ta thấy là cái ung thư vú nó không tạo thành được cái mẫu hình thái đặc trưng nào, thì khi đó tức là nó không có cái cấu trúc của về mặt mô học của ung thư vú nó không hề đặc trưng, thì khi đó thì trên các nhà giải phẫu bệnh lúc đấy sẽ đặt tên của ung thư vú đấy nói chung sẽ là một cái ung thư biểu mô xâm nhập của tuyến vú típ không đặc biệt. Đây, nó là cái dòng đầu tiên này. Thì ngày xưa cái ung thư biểu mô xâm nhập của vú típ không đặc biệt này ấy, thì nó có tên khác là ung thư biểu mô thể ống xâm nhập. Đấy là cái tên ngày xưa, cái tên kinh điển ngày xưa. Nhưng mà bởi vì bây giờ là người ta thấy rằng nếu mà đặt cái tên đấy thì sẽ dễ là gây nhầm lẫn về mặt suy diễn, có thể các nhà lâm sàng hoặc là những người người ta không biết, người ta sẽ suy diễn sai về cái nguồn gốc. Ví dụ như là ung thư biểu mô thể ống xâm nhập thì là người ta nghĩ là tức là ung thư này xuất phát từ cái ống tuyến vú. Còn ví dụ như các ung thư biểu mô vi vú này nó không phải từ ống tuyến vú hả? Thì như thế là không hoàn toàn chính xác, là bởi vì sao? Tất đa số các cái ung thư biểu mô xâm nhập của vú thì đều có nguồn gốc từ các cái đơn vị tiểu tuyến ống tận. Đấy là về mặt bệnh học. Thì bây giờ tiếp tục nữa là một nguyên tắc nữa trong chẩn đoán mô bệnh học của ung thư biểu mô vú xâm nhập. Thì như chúng ta đã biết là một cái mô ung thư nói chung không chỉ là ung thư vú mà kể cả ung thư phổi rồi ung thư đại trực tràng vân vân chẳng hạn. Thì trong một cái mô ung thư không bao giờ chúng ta có thể yêu cầu được là một sự đồng nhất. Tức là ví dụ như các anh chị nhìn trên cái hình hình sao sao đây ở dưới đây chẳng hạn. Chúng ta không thể yêu cầu được là toàn bộ cái mô ung thư này nó phải giống nhau, tức là chúng ta quan sát ở vị trí nào, chúng ta sinh thiết ở vị trí nào thì mô ung thư đấy cũng sẽ có cấu tạo giống nhau, cũng như là cái bản chất mô bệnh học hoặc là cái sâu hơn nữa là ở mức độ sinh học phân tử là nó phải giống nhau. Tức là gì? Một cái mô ung thư vú cũng như các ung thư khác nó sẽ gặp những trường hợp là có sự không đồng nhất trong mô ung thư. Tức là sẽ xảy ra những trường hợp như thế này. Như trong một cái mô ung thư vú đây chúng ta có thể gặp các cái típ mô bệnh học khác nhau, như các vàng vàng này, các hình tròn này, hình tam giác, hình lục giác này sẽ đại diện cho các cái típ ung thư vú khác nhau. Thì những trường hợp như thế thì chúng ta sẽ chẩn đoán như thế nào? Thì chúng ta sẽ có dựa trên cái nguyên tắc về mặt số lượng. Thì nếu mà cái thành phần ung thư xâm nhập tiếp đặc biệt ấy, ví dụ như giả sử như ở lúc nãy chúng ta nhìn đây, đó là cái ung thư vi vú để mà nó chiếm trên 90% của cái mô ung thư về mặt số lượng, thì lúc đấy chúng tôi sẽ chẩn đoán đấy là một ung thư xâm nhập cái típ đặc biệt đấy. Còn nếu mà cái thành phần tứ típ đặc biệt này nó chỉ nằm vào khoảng từ 10 đến 90% thì chẩn đoán chung cho cả cái ung thư đấy sẽ là một cái ung thư hỗn hợp gồm bao nhiêu phần trăm típ đặc biệt và bao nhiêu phần trăm là típ không đặc biệt. Và qua đây cũng muốn chia sẻ luôn là gì, chính vì cái sự không đồng nhất như thế này mà dẫn đến là đôi lúc là ví dụ trên thực hành lâm sàng các anh chị bác sĩ lâm sàng có thể sẽ gặp những trường hợp là các anh chị sinh thiết trúng u rồi, nhưng mà đến khi kết quả trên sinh thiết kim thì các nhà giải phẫu bệnh người ta lại chẩn đoán một đằng, sau đến khi mổ ra thì lại chẩn đoán đây là một ung thư vú típ khác chẳng hạn. Đấy, thì nó là do cái liên quan đến cái sự không đồng nhất của mô u như thế này. Ví dụ người ta sinh thiết kim, người ta sinh thiết kim toàn bộ vùng đỏ đây sẽ chẩn đoán ra là típ không đặc biệt, nhưng nếu mà họ sinh thiết thẳng vào cái vùng vàng đây thì chẩn đoán ra cái típ khác đúng không ạ? Thì cái chẩn đoán típ mô bệnh học ung thư vú nó có vai trò rất là quan trọng trong không chỉ trong việc điều trị cũng như trong việc tiên lượng. Ví dụ nhất là về mặt điều trị chẳng hạn, nếu chúng ta chẩn đoán một cái ung thư biểu mô vú mà là à, một ung thư vú mà là ung thư biểu mô thì sẽ điều trị khác hẳn với cả một cái ung thư vú mà bản chất là một u lympho đúng không, hoặc là một cái bản chất ung thư vú mà là một u thần kinh nội tiết. Dĩ nhiên là cái típ mô khác nhau như thế thì về mặt điều trị và tiên lượng sẽ khác hẳn nhau. Đến cái bước thứ hai trong chẩn đoán mô bệnh học của ung thư vú đối với các nhà giải phẫu bệnh là người ta sẽ phải đi chẩn đoán cho cái ung thư biểu mô xâm nhập đấy nó là độ mô học là gì. Độ mô học ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản, độ mô học tức là mức muốn nói đến cái mức độ ác tính của ung thư vú dựa trên cái hình thái học ở trên vi thể. Những cái ung thư biểu mô xâm nhập của vú mà độ mô học càng cao thì những cái u đấy càng kém biệt hóa, và những cái ung thư biểu mô xâm nhập của vú mà độ mô học càng thấp tức là số điểm nó càng thấp thì các cái ung thư đấy thì nó lại càng biệt hóa, tức là tiên lượng nó càng tốt. Thì để đánh giá độ mô học của ung thư vú thì người ta dựa trên cái gọi là thang điểm Nottingham này, nó sẽ dựa trên ba cái
tiêu chuẩn, đó là sự hình thành cấu trúc tuyến, sự hình thành các cấu trúc ống tuyến của mô ung thư vú, cái sự bất thường về hình thái của nhân tế bào ung thư và cái mức độ phân bào của tế bào ung thư đấy, và người ta sẽ cộng ba cái điểm này lại để ra cái tổng điểm chung. Thì với các cái ung thư mà có độ ung hợp từ độ ung hợp 1 thì là bệnh nhân đấy sẽ có điểm tối thiểu là 3 và tối đa là 5. Còn những trường hợp ung thư mà có điểm từ 8 đến 9 thì tức là những ung thư đấy rất kém biệt hóa, nó sẽ là nhóm độ 3, đúng không ạ? Thế nên là kết quả sinh thiết các anh chị hay gặp là ung ví dụ như là chúng tôi chẩn đoán là ung thư biểu mô xâm nhập tiếp không đặc biệt độ 3 hoặc là độ 2 đấy chẳng hạn. Đấy, thì đây nó đều có các cái hướng dẫn cụ thể tương ứng để chẩn đoán là khi nào thì là với hình ảnh như thế nào, và người ta có cả mô tả luôn là khi nào thì chúng tôi sẽ chẩn đoán đấy là độ 1, độ 2, độ 3. Dĩ nhiên là nó không thể gọi là ví dụ như cái nhân chia đây chẳng hạn thì nó sẽ đưa ra được các con số rất là cụ thể đấy, nhưng mà những cái tiêu chuẩn khác ví dụ như là sự hình thành các cấu trúc tuyến ống chẳng hạn, thì vì nên là cái này là một cái chuyên ngành về mặt hình thái, cho nên sẽ có những lúc là gì, không phải lúc nào nó cũng sẽ là nó bảo ra hình tròn thì là chắc chắn là hình tròn. Ví dụ như là bác sĩ này bảo đây hình tròn, những bác sĩ khác bảo nó không tròn, nó hơi méo chẳng hạn, thì thế nên sẽ có những lúc mà nó xảy ra cái sự vênh, nó sự lệch đi một chút chẳng hạn. Ví dụ như bác sĩ này chẩn đoán về cái cấu trúc ống tuyến đây là ba điểm chẳng hạn, nhưng mà có những người khác là thể chẩn đoán là 2 điểm luôn. Hoặc là ví dụ như hình thái nhân của tế bào, có bác sĩ thì bảo là nhân này thế này là đẹp rồi và diễn biến quá cao thì người ta chỉ cho là 1 điểm thôi, nhưng bác sĩ khác có thể người ta cho là 2 điểm, nên là thành ra cái điểm nó đôi lúc nó sẽ bị hơi bị vênh một chút, nhưng mà thường nó sẽ không vênh quá nhiều với những bác sĩ giải bệnh mà có kinh nghiệm. Đến cái bước thứ ba trong chẩn đoán mô bệnh học của ung thư vú, đó là chẩn đoán giai đoạn TNM ở trên giải phẫu bệnh. Thì các bác sĩ lâm sàng thì có TNM của lâm sàng, tức gọi là viết tắt là CTNM, thì ở trên giải phẫu bệnh thì người ta cũng có cái TNM riêng, nó sẽ là pathological TNM, sẽ ký hiệu là PTNM. Thì các nhà giải phẫu bệnh chúng tôi cũng sẽ có PTNM với những cái bệnh nhân sau mổ mà không điều trị tân bổ trợ, và cũng sẽ có những trường hợp mà có IPTNM này, tức là với những trường hợp mà đã điều trị tân bổ trợ rồi thì lúc đấy cái chẩn đoán TNM nó sẽ có thêm cái chữ Y đằng trước. Và cái chẩn đoán TNM ở trên giải phẫu bệnh này thì nói chung là nó sẽ khác với cả cái chẩn đoán TNM ở trên lâm sàng. Đấy, vì trên lâm sàng là các bác sĩ sẽ chủ yếu sử dụng vào là gì? Chủ yếu sử dụng là qua các cái thăm khám lâm sàng và các cái biện pháp chẩn đoán hình ảnh. Còn TNM của giải phẫu bệnh thì nó sẽ phải, để mà đưa ra được cái chẩn đoán đấy thì nó sẽ phải tận dụng tất cả các cái thông tin lâm sàng và cận lâm sàng, tức là các thông tin cung cấp so CTNM như nào thì đều phải cung cấp cho giải phẫu bệnh để có thể đưa ra được cái phân loại PTNM chính xác nhất. Đấy. Còn khi mà các thông tin này nó không đầy đủ thì dĩ nhiên là cái giá trị của PTNM này sẽ giảm đi rất là nhiều, và lúc đấy các bác sĩ lâm sàng sẽ lại phải quay trở lại các cái thông tin thăm khám của mình cũng như chẩn đoán hình ảnh để có thể phân loại bệnh nhân tốt hơn để có thể điều trị. Thì cái PTNM này nó chỉ được thực hiện ở sau mổ, tức là trên những bệnh phẩm mổ, còn sau khi sinh thiết chẳng hạn thì dĩ nhiên chúng ta không thể thực hiện được cái PTNM này. Thì để đánh giá PTNM thì chúng tôi cũng sẽ có những cái nguyên tắc nhất định của nó, thì ở đây chỉ trình bày những nguyên tắc chung thôi. Thì đầu tiên chúng ta đánh giá về PT, tức là giai đoạn T của giải phẫu bệnh. Thì giai đoạn T của giải phẫu bệnh nói chung là nó giống hệt như là cái giai đoạn T ở trên lâm sàng, nhưng mà tuy nhiên là gì, các nhà giải phẫu bệnh người ta chỉ đánh giá được PT khi mà cái bệnh phẩm mổ ấy nó không còn u ở trên diện cắt ở trên đại thể, tức là chúng ta nhìn ở mắt thường chúng ta nhìn thấy cái diện cắt đấy nó không còn u thì lúc đấy chúng tôi mới có thể xếp PT được. Còn ví dụ như những trường hợp, có nhiều trường hợp là các bác sĩ lâm sàng họ mổ xong có thể là một số nơi họ lại chia bệnh phẩm ra ấy. Họ cắt đôi cái u ra, cắt cả bệnh phẩm vú ra, cắt đôi u ra xong sau đó gửi cho giải phẫu bệnh chỗ này một 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 mẩu, xong lại gửi cho giải phẫu bệnh chỗ khác một mẩu, thì lúc đấy là cái TNM nó sẽ không thể thực hiện được, bởi vì chắc chắn là trên cắt nó sẽ còn u rồi và cái u nó không đầy đủ kích thước mà mình không thể đánh giá được. Thì cái PT của giải phẫu bệnh còn nó cũng sẽ đánh giá dựa trên kích thước của mô ung thư, cái tương quan của cái mô ung thư đấy với cả thành ngực và cái da của vú, xem nó xâm nhập tới đâu thì nó sẽ có cái đoạn giai đoạn T PT tương ứng như vậy. Ví dụ như là một ung thư vú đây mà nó xâm nhập vào thành ngực, không tính
xâm nhập vào cái cơ ngực bé thì người ta sẽ tính đây là gì? Một cái PT4A. Đấy, thì nó giống hệt như CT của lâm sàng thôi. À, nhưng mà tuy nhiên cái PT của giải phẫu bệnh ấy, thì nó có một số cái có thể coi là một số cái gọi là ưu điểm so với cả cái CT, tức là gì? CT là các bác sĩ lâm sàng chỉ dựa vào mình là mình khám tay, u rõ, các bác sĩ lâm sàng khám tay và áng chừng kích thước trên lâm sàng, rồi các bác sĩ lâm sàng dựa vào chẩn đoán hình ảnh là người ta đo trên chẩn đoán hình ảnh xem là cái u đến kích thước như nào để đưa ra cái CT. Nhưng mà tuy nhiên rằng là cả khám tay và cái chẩn đoán hình ảnh thì họ không thể phân biệt được cho các bác sĩ đó là gì? Cái trong một cái mô ung thư như thế này đây thì toàn bộ cái này là ung thư xâm nhập hay là trong cái vùng này có những cái có một phần phía bên này hả? Hoặc là phần phía bên này nó lại là cái mổ, cái ổ ung thư tại chỗ. Thì cái PTNM này chỉ thực hiện đối với cả các ung thư xâm nhập thôi. Còn cái phần ung thư tại chỗ thì nó sẽ là PTIS đúng không? Đấy, thì những cái phần PTIS đấy thì mình phải loại trừ ra trong khi mình đánh cái PTNM đối với ung thư xâm nhập. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ sang đến chẩn đoán giai đoạn N, tức là giai đoạn của hạch. Nói chung là trên cái PN ấy, thì thường người ta khuyến cáo là sau khi mà trên bệnh phẩm mổ mà đánh giá được PT rồi thì nên đánh giá theo cả PN nữa. Đấy. Tức là cái PN này nó sẽ đạt được bằng cách gì? Một là các bác sĩ lâm sàng, các nhà ngoại khoa, nhà ung biếu họ phẫu thuật ra cho giải phẫu bệnh, có thể là lấy hạch cửa hoặc là hạch vùng. Đấy. Hoặc là những trường hợp mà kể cả những trường hợp mà lâm sàng mà nghĩ là về mặt lâm sàng ấy, tức là họ nghĩ là CN0 rồi thì cũng nên ít nhất họ nên ít nhất lấy một hạch có thể là sinh thiết hoặc là trong hút tế bào để kiểm tra thực sự xem các hạch đấy là nó âm tính thật hay không. Đấy thì gửi xuống cho giải bệnh, có thể qua chọc tế bào, chọc hút tế bào cũng được hoặc là qua sinh thiết kim cũng được. Đấy thì ít nhất một hạch nên cần được đánh giá giải phẫu bệnh như thế, đấy là khuyến cáo chung của thế giới. Chứ chúng ta không nên gọi là quá tự tin là ví dụ như là lâm sàng không sờ thấy hoặc là chỉ nói ngày bảo là không có cái hạch nào to cả, không có hạch nào di căn cả. Đấy, thì chúng ta không nên quá là tự tin như thế, thì nên nên lấy ít nhất một hạch để chẩn đoán giải phẫu bệnh. Thì những cái hạch nào được sử dụng để chẩn đoán PN thì nó có thể là hạch cửa, những hạch ở nách hoặc là những hạch vùng, hoặc là phù hợp cả hạch cửa và hạch vùng để chẩn đoán PN. Trong những trường hợp mà đây cái này riêng về giải phẫu bệnh thôi, tức là trong những trường hợp mà ví dụ như lâm sàng, kể cả lâm sàng mà trên lâm sàng họ không phát hiện ra hoặc là chẩn đoán hình ảnh họ không phát hiện ra có hạch có di căn nào, nhưng mà trong cái mô mỡ ở gần vú hoặc trên cái bệnh phẩm vú mà các bác sĩ lâm sàng mổ cắt toàn bộ vú đấy, thì cái phần mô mỡ mà trong đấy mà chúng tôi thấy có các cái nốt tổn thương mà nó không liên quan gì đến ung thư vú, ví dụ như đây là ung thư nguyên phát đây chẳng hạn, trong chúng ta cắt toàn bộ vú đi, chúng tôi lại thấy ở phía góc trên này có một vùng mô ung thư nữa, cũng nhỏ nhỏ nữa ở đây. Đấy, thì những cái vùng mô ung thư này người ta sẽ không coi là nhân vệ tinh mà người ta sẽ coi như đấy là một cái hạch di căn. Đấy, kể cả khi mà trên vi thể chúng tôi không nhìn thấy bằng chứng của hạch, nhưng chúng tôi lúc ấy giải phẫu bệnh nó sẽ vẫn có nguyên tắc là gì, nó sẽ coi đây là một hạch di căn. Đấy, để nó phân giai đoạn, mục đích cuối cùng là để phân giai đoạn TNM bệnh nhân gọi là sát nhất, để giúp lâm sàng gọi là phân loại bệnh nhân và xử trí bệnh nhân tốt nhất. Thì trong ung thư vú ấy, với PN ấy, thì ở trong giải phẫu chúng tôi nó sẽ chia ra có 3 khái niệm mà cần phải quan tâm. Đó là các cái ITC này, nó chính là các cái cụm tế bào U gọi là cô lập, tức là các cụm tế bào U đơn lẻ, nó nằm ở trong hạch hoặc nằm trong bạch huyết. Cái khái niệm thứ hai chúng tôi cần phân biệt đó là các cái vi xâm nhập micro invasive, và cái khái niệm thứ ba là các cái xâm nhập lớn. Đấy. Thì ví dụ như trên hình ảnh vi thể đây, thì phải sở dĩ phải tại sao ở trên giải phẫu bệnh người ta phải chia vi ti chia nhỏ đến mức độ như vậy làm gì? Ví dụ như là cái ITC đây, thì khi mà chúng tôi thấy là gì, có một ví dụ như trên một hạch đây ạ, có một ổ rất nhỏ đây, nó chỉ dưới 0,2 mm thôi, mà chắc chắn đấy là tế bào u rồi, nằm ở trên hạch. Đấy, thì bình thường ví dụ như ở các cơ quan khác thì bất kể kích thước như thế nào, cứ thế tế bào ung thư mà nằm trong hạch thì chúng ta sẽ coi như là đấy là hạch di căn ung thư đúng không ạ? Nhưng đối với ung thư vú thì nó có sự khác biệt rõ rệt, tức là gì? Nếu mà những cái ổ này, những cái ổ chấm chấm nhỏ nhỏ này, bất kể số lượng là bao nhiêu
và người ta không cộng gộp vào, người ta sẽ xét từng ổ một. Mà một ổ này mà kích thước không quá 0,2 mm thì người ta sẽ xếp được vào đấy là ITC, và người ta coi đấy nó sẽ là các tế bào u trôi nổi vì một lý do nào đấy mà nó bị dừng lại ở cái mô hạch này, tức là nó chưa có khả năng là bám hẳn vào hạch để nó trở thành ổ di căn, mà chẳng qua nó đang giống như kiểu nó đang bơi, nó đang trôi nổi qua cái theo cái dòng bạch huyết nó qua hạch, thì đúng lúc đấy chúng ta lấy hạch đấy ra để làm giải phẫu bệnh và nó bị cố định, nó bị gọi là xác ướp, nó đóng, nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là ướp xác luôn vào tại vị trí cái hạch đấy chẳng hạn. Đấy. Thì người ta thấy rằng là những cái ổ mà ITC như thế này thì với những trường hợp mà ung thư vú ở giai đoạn muộn thì nói chung là nó không có ý nghĩa. Nhưng mà tuy nhiên những trường hợp ung thư vú mà ở giai đoạn sớm, ví dụ giai đoạn 1 chẳng hạn, thì những cái ổ ITC này nếu mà có thì nó thường gắn với cả những trường hợp mà bệnh nhân đấy bị tái phát nhanh. Thì về phân loại của PN của với cái ổ ITC đấy thì người ta chỉ đánh giá nó là PN0 thôi, tức là không có di căn hạch. Đấy, nhưng mà sẽ ký hiệu thêm cho các bác sĩ lâm sàng là chữ Y nhỏ và cái chữ cộng bên cạnh, tức là vẫn có tế bào u đấy, nhưng tuy nhiên chúng tôi không xếp vào là di căn hạch. Đấy. Tiếp theo nữa là cái khái niệm về vi xâm nhập, vi xâm nhập ở trong hay là vi di căn ở trong cái hạch này, thì những cái ổ ung thư mà nó kích thước từ 0,2 mm cho đến không quá 2 mm như thế này thì nó sẽ tính là cái vi xâm nhập. Rồi tương tự như thế với những cái ổ ung thư nằm trong hạch mà nó trên 2 mm thì nó sẽ là một cái hạch mà có di căn ổ lớn. Cái chẩn đoán PN này thì nhiều khi không nhất thiết là phải dựa hoàn toàn vào giải phẫu bệnh, mà là cái này có thể sẽ phối hợp thêm với cả các thông tin CN trên lâm sàng nữa. Ví dụ như là nếu mà chúng tôi có hạch dương tính ở vùng nách cộng thêm với cả trên lâm sàng, các bác sĩ khẳng định được là qua chẩn đoán ngành mà qua thăm khám là có di căn hạch ngực trong hoặc hạch trên xương đòn ấy, thì lúc đấy cái PN đấy sẽ có thể dùng luôn các cái thông tin đấy của lâm sàng để đưa ra cái giai đoạn N của hạch cuối cùng. Tiếp đến là về cái chẩn đoán M, tức là chẩn đoán cái di căn xa, thì cái khuyến cáo chung của thế giới là gì? Thì cái PM này có thể được coi như là chính là CM, tức là ví dụ như các bác sĩ lâm sàng thấy khả năng rất cao là ví dụ như ung thư vú này nó đã xâm có một ổ khác ở trên phổi này. Vú là một kích thước 10 cm chẳng hạn, còn là phổi nó kích thước 3 cm thôi. Đấy, và tính chất chuyển đổi hình ảnh nó rất giống nhau, tức là lâm sàng khẳng định gần như 99% nó là ung thư di căn rồi, thì lúc đấy giải phẫu bệnh cũng có thể sử dụng thông tin đấy và coi như đấy là di căn thật sự. Dĩ nhiên là nếu mà có chẩn đoán vi thể của cái ổ di căn đấy thì là tốt nhất. Ví dụ như là nếu mà các bác sĩ sinh thiết được ở phổi nữa để khẳng định được là cái mô phổi đấy nó có ung thư di căn thì là tốt nhất. Nhưng mà nếu không có thì cũng không sao cả, thì vẫn có thể phân giai đoạn được. Thì như vậy là tôi đã trình bày xong cái vấn đề, cái nội dung thứ nhất của bài đó, chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú. Thì các anh chị có thể thấy là cái chẩn đoán mô bệnh học ung thư vú nó rất là phức tạp và nhiều bước khác nhau, thế nên là đôi khi nó mất khá là nhiều thời gian. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sang đến cái phần thứ hai của bài, đó là chẩn đoán sinh học phân tử của ung thư vú, tức là chẩn đoán còn sâu hơn cả giải phẫu bệnh, chẩn đoán ở mức độ di truyền của ung thư vú. Thì ngày nay là với sự phát triển của khoa học ấy, và nói chung và cái chuyên ngành sinh học phân tử, chuyên ngành di truyền nói riêng, thì người ta thấy rằng là cái mô ung thư vú để mà ra được ung thư vú thì nó trải qua rất nhiều các cái con đường gen, rất nhiều các sự kiện gen, rất nhiều các cái đột biến gen khác nhau. Đấy, nó phối hợp vào với nhau để dẫn đến cái sự hình thành của mô ung thư vú. Và thường các cái biến đổi gen đấy nó liên quan đến các cái biến đổi của các cái gen ức chế u hoặc các cái biến đổi của các cái gen mà liên quan đến sự tăng sinh của tế bào. Thì nó sẽ dẫn đến cái sự xuất hiện của các tế bào ung thư vú. Thì như trên sơ đồ của các anh chị thấy ở đây thì là đây là người ta minh họa cho mình thấy là các cái con đường gen, các cái can thiệp gen nó có thể xảy ra ở cái giai đoạn nào để có thể dẫn đến cái ung thư vú. Thì ví dụ chúng ta nhìn đây, tế bào xanh xanh này nó là các tế bào mầm của vú,
thì từ các tế bào mầm của vú này nó sẽ biệt hóa ra hai dòng là tế bào cơ biểu mô, tế bào mầm, dòng tế bào mầm của cơ biểu mô và dòng tế bào mầm của các tế bào tuyến vú, ống tuyến vú. Thì từ các tế bào ống tuyến vú này sẽ dần dần nó biệt hóa ra các cái tế bào ống tuyến và các cái tế bào tuyến nang nằm ở trong đơn vị tiểu tuyến tận. Thì gần như các anh chị nhìn thấy là gì? Các cái mũi tên này là tất cả các cái giai đoạn này đều có thể xảy ra các cái đột biến gen, các cái bất thường về mặt di truyền và dẫn đến từ cái tế bào mầm này, tế bào gốc ban đầu này của vú hoặc là các cái tế bào ở giai đoạn sau đây nó có thể trở thành các cái tế bào tiền thân của ung thư vú. Và các tế bào tiền thân ung thư vú này tùy cái biệt hóa và cái biến đổi vật chất di truyền khác nhau thì nó có sẽ có thể trở thành các cái tế bào là gì? Ung thư biểu mô của vú, các cái u vú nói chung, các cái u biểu mô của vú hoặc trở thành các cái ung thư biểu mô hoặc trở thành các cái ung thư của các cái u của mô đệm của vú. Thì hiện nay về phát hiện các cái bất thường ở mức độ di truyền của vú ấy, thì người ta thấy là nói chung là nó có rất nhiều các cái biến đổi khác nhau và người ta không chỉ dừng lại là liệt kê ra các cái biến đổi đấy là gì mà người ta sẽ dựa trên tất cả các biến đổi đấy để người ta cố gắng người ta gom vào, người ta chia cái ung thư vú xâm nhập đấy nói chung ra làm nhiều nhóm khác nhau để sao cho là có cái bệnh nhân đấy có thể có cái điều trị và cái tiên lượng sát sát nhất. Về mặt điều trị thì về mặt điều trị thì ví dụ có thể thấy rõ nhất là những trường hợp mà ung thư vú mà người ta phát hiện thấy có ung thư vú mà nó có gì nhỉ? Tức là nó có khuếch đại gen HER2 ấy. Đấy thì những bệnh nhân đấy sẽ được điều trị với cả các thuốc điều trị đích đúng không? Đấy, còn với những trường hợp mà ung thư vú mà nó không có khuếch đại gen HER2 này mà nó rơi vào nhóm không có bộc lộ các cụ thể nội tiết cũng như là âm tính với cả HER2, tức là những cái ung thư vú mà bộ ba âm tính đấy thì những ung thư vú đấy rất là kém biệt hóa và kém điều trị và nó chỉ có một phương pháp điều trị duy nhất ngoài phẫu thuật ra đó là gì? Các điều trị về mặt hóa chất. Về mặt tiên lượng thông qua sử dụng các cái xét nghiệm về sinh học phân tử thì người ta thấy qua nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái ung thư vú nó có thể di truyền được, tức là ung thư vú nó có thể có hai nguồn gốc, nó là từ các cái đột biến của các tế bào sinh dưỡng hoặc là ung thư vú nó xuất phát từ các cái đột biến của tế bào mầm. Đấy. Với các ung thư vú mà xuất hiện từ tế bào sinh dưỡng thì nó sẽ không có khả năng di truyền, tức là ví dụ như là nó sẽ giống như mà cái ung thư vú mà chúng ta hay nói với nhau, tức là một bệnh nhân đến một giai đoạn khoảng 50 60 tuổi vì một lý do nào đấy, ví dụ trước đó họ tiếp xúc với cả xạ tia xạ hoặc là ví dụ qua chụp X quang với cả X quang hoặc là các cái tác nhân về mặt sinh học khác mà họ sau đó bệnh nhân đấy xuất hiện một cái ung thư vú thì những thì ung thư vú nó xuất phát từ một cái tế bào của mô vú nó bị biến đổi về mặt vật chất di truyền và cái tế bào đấy nó tăng sinh lên nó trở thành một cái ung thư thì ung thư đấy nó không có khả năng di truyền. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những trường hợp là gì, ung thư vú di truyền, tức là sao, tức là một bệnh nhân, tức là một cái người mà nó xảy ra một cái người mà nó xảy ra cái đột biến ví dụ như ở trong cái hình trong góc đây, đột biến của cái gen BRCA1 và BRCA2 là các cái gen ức chế của ung thư vú, nó xảy ra đột biến gen này nó xảy ra ở trong tế bào sinh dục đấy thì dẫn đến là gì, cái đột biến gen đấy xảy ra đối với tế bào sinh dục mà nó sẽ được truyền cho từ cái bệnh nhân từ người bố và người mẹ đấy sang người con. Và là sao, là vì cái tế bào sinh dục đấy nó có đột biến dẫn đến là cái hợp tử của nó cũng sẽ chứa cái đột biến đấy và làm cho cái người con đấy, toàn bộ cơ thể người con đấy nó sẽ chứa tất cả các tế bào của cơ thể người con sẽ là chứa các cái đều có cái đột biến gen đó đúng không ạ, và khi cái người con đó sau này lớn lên và cũng cũng lấy vợ lấy chồng thì cái người bị bệnh đó, không phải cái người bị bệnh mà là cái người mà chứa cái đột biến đó, người ta gọi đột biến dòng mầm, thì cái đột biến đó có khả năng truyền cho thế hệ sau, tức là một người con ở sau đẻ ra sẽ có 50% khả năng là bị mang cái gen chứa cái đột biến BRCA1 hoặc BRCA2 này. Đấy là về tương lai của người con. Thế còn về cái bản thân cái người mà có cái đột biến gen BR, đột biến dòng mầm của gen BRCA1 hoặc là 2 này thì người ta sẽ như thế nào?
thì khi mà người ta có đột biến gen đấy thì không không phải là cứ có đột biến gen là người ta sẽ bị ung thư vú, mà là khả năng cao họ sẽ bị ung thư vú thôi. Ví dụ như một người có đột biến dòng mầm của gen BRCA1 thì đến độ tuổi khoảng 60 70 tuổi thì sẽ có khả năng là đến 50 đến 70% là bệnh nhân đấy sẽ bị ung thư vú. Ở nam giới thì cái khả năng ung thư vú sẽ thấp hơn, nhưng mà khả năng đấy sẽ thấp hơn, nhưng mà cái bệnh nhân nam đấy ngoài ung thư vú ra thì người ta có thể mắc thêm kèm thêm cả ung thư của tiền tuyến hoặc ung thư của tụy. Đối với bệnh nhân nữ mà có đột biến dòng mầm của gen BRCA1 thì cái khi mà người ta đã có ung thư vú một bên rồi thì khả năng mà xuất hiện ung thư vú ở bên đối diện sau 10 đến 20 năm sẽ tăng lên đến tận 40 thậm chí 50%. Và ngoài ra cái người nữ đó người ta còn có khả năng bị thêm bị kèm thêm cả cái ung thư của buồng trứng, ung thư của vòi tử cung hoặc là cái ung thư của sau phúc mạc. Tức là qua đó là anh chị thấy rằng là việc mà xét nghiệm đến cái mức độ di truyền của ung thư vú nó có vai trò quan trọng đúng không ạ? Kể cả điều trị và kể cả tiên lượng bệnh nhân đấy sau này như thế nào. Thì như lúc nãy đã trình bày thì là qua rất nhiều các cái xét nghiệm chuyên sâu về sinh phân tử ấy, thì người ta sẽ cố gắng người ta phân loại cái ung thư vú ra theo các cái đột biến gen đấy, các cái bất thường sinh phân tử đấy, và người ta phân và hiện tại người ta phân ra thành bốn cái dưới típ lớn của ung thư vú về mặt sinh phân tử đấy. Đó là các cái típ lồng ống A, lồng ống B, típ giàu HER2 và típ giống tế bào đáy. Đây là dịch ra tiếng Việt thôi, còn tiếng Anh nó là như thế này. Và ngoài ra đây là các cái típ lớn, tức là các cái típ rất là lớn, đa số ung thư nó sẽ rơi vào trong cái nhóm này, ung thư vú xâm nhập nó sẽ rơi vào nhóm này. Ngoài ra có thể gặp các cái nhóm hiếm gặp khác hơn, ví dụ như ở đây hoặc là cái nhóm claudin low class này. Thì xu thế trên thế giới là người ta sẽ tiếp tục người ta phân nhỏ nữa ra các cái típ lớn này để phân dưới típ nữa ra để người ta cố gắng gọi là phân loại bệnh nhân ra sát nhất có thể. Đồng thời người ta cũng sẽ đưa ra các cái bộ test chuẩn hóa để có thể thực hiện được phân loại trên diện rộng các cái ung thư vú về mặt sinh phân tử, ví dụ như cái bộ test này. Thì đấy là thế giới thôi. Thế còn Việt Nam thì như thế nào? Thì kể cả ở Việt Nam và đặc biệt là ở Việt Nam thì người ta thấy rằng là gì? Cái xét nghiệm sinh phân tử rất là hay, nhưng mà tuy nhiên đấy là một cái xét nghiệm rất là sâu và cái thời gian và chi phí của nó nói thẳng ra là còn quá cao và thời gian mất khá là lâu, thế nên là nó chưa phổ biến kể cả ở trên thế giới. Thế chính vì như vậy là các nhà giải phẫu bệnh và các nhà lâm sàng người ta đã phối hợp với nhau để người ta cố gắng người ta đưa ra được một cái phân loại gọi là dễ thở hơn đối với việc thực hành ung thư vú, và bằng cách là người ta sử dụng cái xét nghiệm hóa mũ miễn dịch với bốn dấu ấn là IA, PA, HER2 và Ki67 của giải phẫu bệnh để người ta biến từ cái phân loại này về mặt sinh phân tử đấy, rất là phức tạp và tốn nhiều thời gian, sang một cái phân loại rẻ tiền hơn và có kết quả nhanh hơn, đó là phân loại dựa trên hóa môn miễn dịch. Như các anh chị có thể nhìn thấy đây, ví dụ như bên này họ phân ra là típ luminal A, đây là về mặt sinh học phân tử, thì tương tự như thế sang đến cái phân loại đại diện, phân loại thay thế này sử dụng hóa môn miễn dịch thì người ta sẽ có là cái típ luminal A like đấy, chứ không, nó vì nó là like mà nên không có nghĩa là gì cái thằng này là phải giống hệt thằng này, đúng không ạ? Có nghĩa là gì, sinh phân tử cái luminal A này nó gần như nó sẽ là mẹ của cái luminal A line này, nó sẽ có những cái khác nó nằm ngoài, đúng không? Đấy, nhưng mà vì đây là mình sử dụng cái thay thế thôi, tức là gọi là thay thế thôi, nhưng mình không thể đòi hỏi nó là nó gen nó giống như là nó kết quả tuyệt đối như là phân loại của phân tử được. Đấy. Nhưng mà cái phân loại này thì nó cũng thể sử dụng để tiên lượng và điều trị bệnh nhân được. Nhưng bây giờ để cho anh chị hiểu rõ hơn là về cái phân loại sử dụng cái hóa môn miễn dịch như thế nào thì tôi sẽ nói qua một chút bằng một cái slide này. Thì cái xét nghiệm hóa môn miễn dịch ở trên giải phẫu bệnh là cái xét nghiệm mà nó sử dụng cái nguyên tắc kết hợp đặc hiệu về mặt miễn dịch giữa kháng nguyên và kháng thể. Tức là cái chúng ta quan tâm là gì? Tế bào u kiểu gì nó cũng sẽ có các kháng nguyên của nó, từ trong nhân cho đến da đến bào tương rồi đến màng bào tương, kiểu gì nó cũng sẽ có các kháng nguyên của nó, đúng không ạ? Nhưng mà cái kháng nguyên đấy, cái kháng nguyên của tế bào u đấy ở trên kính hiển vi khoa học bình thường thì người ta không thể quan sát được là tế bào u đấy nó có kháng nguyên gì đấy, và chính vì như thế nên là người ta mới chế ra một cái kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên mà người ta nghi ngờ đấy, và kháng thể này nó sẽ gắn với cả cái phức hợp chỉ hiển thị màu.
thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phức hợp kháng thể và cái chất hiển trị màu vào trong cái môi trường mô u đấy. Nếu mà cái mô u mà nó có cái kháng nguyên tương ứng với kháng thể đó thì sẽ xảy ra cái phản ứng miễn dịch kháng nguyên kháng thể kết hợp đặc hiệu này, và đồng thời đây, ví dụ như kháng nguyên ở trên tế bào u đây kết hợp với kháng thể đây và cái phức hợp màu đây, nó sẽ làm cho cái màu nó được hiển thị ra và sẽ có thể quan sát được trên kính hiển vi quang học. Thì ví dụ như các anh chị nhìn thấy các chấm đen đen này, tức là các tế bào u đấy, người ta có thể hiểu, chúng ta hiểu là dương tính, tức là nó sẽ có các kháng nguyên đấy, đúng không ạ? Thì bây giờ trong ung thư vú người ta muốn quan sát xem ở trên giải phẫu bệnh, người ta muốn quan sát xem là nó có kháng nguyên gì, thì cụ thể ở trong cái phân loại này người ta sẽ muốn đánh giá xem cái sự bộc lộ của bốn cái loại kháng nguyên, tức là bốn cái loại dấu ấn. Thứ nhất đó là các cái thụ thể nội tiết, xem tế bào ung thư đấy nó có các thụ thể đấy không, các thụ thể có estrogen, progesterone. Thứ hai nữa là người ta muốn xem trên tế bào u đấy nó có thụ thể của yếu tố phát triển biểu bì ở người số 2 hay không. Thì cái thụ thể này thì tí nữa sẽ nói ở cái slide tiếp theo. Và thứ ba nữa là người ta, đây là bốn cái dấu ấn nhé, đấy, phân làm ba loại đấy. Và thứ ba nữa là cái mức độ phân bào của tế bào ung thư đấy như thế nào. Thì dựa trên cái sự bộc lộ, dựa trên cái số lượng và chất lượng của sự bộc lộ các cái thụ thể này, thì người ta cũng phân cái ung thư biểu mô vú xâm nhập thành 5 nhóm chính như trên hình ảnh đây, thì nó có các hướng dẫn hết cả. Thì các bác sĩ giải bệnh như thế đọc theo thôi. Và anh chị nhớ rằng là chỉ có ung thư biểu mô vú xâm nhập thì người ta mới sử dụng cái phân loại này, sử dụng phân loại mà phân loại thay thế, phân loại phân tử thay thế sử dụng hormone miễn dịch. Còn những trường hợp mà vì nhiều trường hợp là kể cả ở viện trên này, viện trên Hà Nội đều thế, tức là rất không hiểu được, tức là các bác sĩ lâm sàng lại gửi cho các ung thư biểu mô vú tại chỗ, tức là không phải ung thư xâm nhập mà lại gửi cho đi làm bộ gen bộ 4 marker IA, PIA, HER2 và KI67, thì cũng không hiểu là các bác sĩ có ý đồ là như nào đấy. Bởi vì cái phân loại này nó chỉ dành cho ung thư biểu mô vú xâm nhập mà thôi, đúng không? Còn ung thư biểu mô vú tại chỗ thì người ta sẽ không có giá trị gì. Thì về cái cách đánh giá của các cái dấu ấn này như thế nào, thì đầu tiên về mặt đánh giá về mặt các cái dấu ấn của cụ thể nội tiết chẳng hạn, thì nếu mà các bác sĩ giải phẫu bệnh mà người ta nhìn thấy các nhân của tế bào u, khi mà chúng tôi nhuộm với cả các dấu ấn IA, PIA, nếu mà nhân tế bào u nó bắt màu bất kể mức độ mà nhẹ mà mạnh như thế nào đấy, và từ với số lượng là từ 1% tế bào trở lên, thì những trường hợp ung thư đấy chúng tôi sẽ đánh giá là gì, có dương tính với cả các cái thụ thể nội tiết, và những bệnh nhân đấy thì sẽ có khả năng là được đáp ứng với cả các cái điều trị nội tiết. Còn đối với cái HER2, tức là thụ thể của yếu tố phát triển biểu bì, thì nó như thế nào, thì bình thường trên tế bào biểu mô của vú nó cũng có các cái thụ thể HER2 này, nó nằm ở trên màng tế bào đấy. Nhưng mà tuy nhiên là nó không có sự khuếch đại của các cái thụ thể này trên màng tế bào. Còn ở trong ung thư ấy, thì thường là cái sự khuếch đại này có thể lên đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lần, và dẫn đến là cái thụ thể này được khuếch đại, cái sự bộc lộ nó quá nhiều, và nó dẫn đến là nó gây ra cái tổng thác thác tín hiệu, nó làm cho tế bào ung thư này trở nên tăng sinh lên, các tế bào u này tăng sinh lên bất kiểm soát và trở thành các cái mô ung thư vú. Đấy, thì mục đích của nhuộm HER2 trên hóa mẫu miễn dịch là chúng tôi muốn xem là nó có sự bộc lộ quá mức hay không. Thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng các nguyên tắc tương ứng của nó. Thì với những trường hợp mà trên HER2 mà chúng tôi thấy các màng của các tế bào u ấy nó không bắt màu một tí gì đấy, thì cái HER2 thì sẽ kết quả là HER2 xong mở ngoặc là từ không ở bên cạnh đấy. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng tôi thấy rằng là màng của các tế bào u mà trên 10% màng tế bào u bắt màu nhưng lại bắt màu rất yếu, rất mờ nhạt, thì nó sẽ được ghi là gì, HER2 mở ngoặc là 1+. Tương tự như thế, nếu mà cái mức độ bắt màu là lên đến mức độ vừa mà trên 10% màng tế bào và bắt màu toàn bộ màng tế bào, thì lúc đấy chúng tôi sẽ đánh là HER2 2+. Và khi mà cái mức độ bắt màu rất mạnh mẽ như ở hình ở đây thì chúng tôi sẽ đánh là HER2 3+. Thì các con số 0 rồi 1+ và 2+ 3+ nó có ý nghĩa như nào? Nếu mà chúng tôi thấy HER2 mà là 3+ thì khẳng định chắc chắn được là gì, tế bào u đấy, cái mô ung thư đấy nó có bộc lộ quá mức của cái thụ thể này. Còn nếu mà chúng tôi thấy HER2 chỉ là 0 hoặc HER2 là 1+,
thì các bác sĩ lâm sàng cũng sẽ có thể diễn giải ra đó là gì, HER2 âm tính, một cộng nhưng là âm tính đúng không ạ, không cũng là âm tính. Còn khi mà HER2 chúng tôi đọc là HER2 mở ngoặc 2 cộng, tức là nó có nghĩa là gì, những trường hợp đấy là những trường hợp mập mờ, những trường hợp không rõ ràng, thì để khẳng định được chắc chắn là mô ung thư đấy nó có bộc lộ quá mức cái HER2 hay không thì người ta sẽ phải làm các cái xét nghiệm cao hơn nữa, đó là các xét nghiệm lai tại chỗ, thì chúng ta sẽ không trình bày ở đây vì nó khá là sâu và nó không không cần thiết. Thì đấy là cách đánh giá của cái bộ 4 marker IAPR2 và Ki-67. Thì về cái giá trị của cái bộ này thì nhắc lại thôi, thì như lúc nãy đã nói rồi thì đúng không, thì cái giá trị của bộ này nó sẽ giúp cho các nhà lâm sàng đưa ra cái giải phân loại phân tử thay thế, hoặc là cái phân loại phân tử đại diện để thay thế cho cái phân loại phân tử mà đắt tiền kia đúng không? Thứ hai nữa, cái vai trò thứ hai nữa là để phục vụ cho điều trị. Thì ví dụ các anh chị có thể nhìn hai cái bảng ở đây, đó là hai cái bảng hướng dẫn điều trị của ESMO năm 2019, tức là tổ chức ung thư ở châu Âu, phân loại năm 2019 là hướng dẫn. Thì ví dụ như là nhìn ở bên cái hình bên cái trái chẳng hạn, thì các anh chị thấy là gì, một ung thư vú ở giai đoạn sớm, tức là giai đoạn 1, giai đoạn 2 chẳng hạn, thì là người ta sẽ có hai phương hướng điều trị. Một là các anh chị có thể điều trị bằng cách phẫu thuật ngay lập tức, hoặc là các anh chị có thể điều trị theo cái xu hướng bây giờ là điều trị tân bổ trợ trước. Đấy. Thì nếu mà với cái điều, ví dụ như là kể cả anh chị mà điều trị mổ ngay lập tức, thì sau khi mổ xong thì các anh chị cũng sẽ vẫn phải phân giai đoạn TNM và vẫn sẽ phải sử dụng cái phân loại IAPR2 Ki-67 này để xác định xem là cái ung thư đấy nó thuộc cái nhóm nào trong cái bảng bên này. Ví dụ như nó thuộc cái nhóm luminal A line này, tức là những cái nhóm ung thư mà nó bộc lộ rất là mạnh với cả các cái chủ thể nội tiết và nó âm tính với cả HER2, thì những cái ung thư này thì người ta sẽ chỉ điều trị bằng phương pháp nội tiết và có thể cân nhắc thêm điều trị hóa chất nữa, chứ còn điều trị các cái thuốc đích của HER2 thì sẽ không có tác dụng đúng không? Đấy là về mặt điều trị. Còn về mặt tiên lượng thì bản thân mỗi một cái dấu ấn như thế này khi mà nó nhuộm lên nó ra kết quả như thế nào thì bản thân nó cũng sẽ có những cái giá trị tiên lượng nhất định. Ví dụ như về mặt ví dụ như của IA đây chẳng hạn, tức là cụ thể của estrogen. Nếu mà estrogen chúng tôi thấy là nó dương tính mà trên 10% tế bào u thì những bệnh nhân đấy nó sẽ đáp ứng điều trị rất là tốt với cả điều trị nội tiết. Nhưng mà tuy nhiên những trường hợp mà IA nó chỉ dương tính từ 1 đến 10% mà lại còn dương tính yếu nữa thì người ta thấy rằng là cái đáp ứng điều trị với nội tiết của cái nhóm IA dương tính từ 1 đến 10% này nó gần như nó không khác gì so với cả cái IA mà âm tính hoàn toàn. Đấy, tức là khá là kém điều trị. Nhưng mà tuy nhiên là người ta vẫn chưa đủ dữ liệu để người ta khẳng định được là người ta đưa được cái IA từ 1 đến 10% xuống thành cái IA nó ngang hàng với cả cái IA mà âm tính hoàn toàn. Thế nên là người ta vẫn khuyến cáo điều trị kể cả những trường hợp mà IA bộc lộ thấp như vậy, điều trị nội tiết. Cái giá trị thứ tư nữa của cái bộ IAPR2 và Ki-67 này, nó giá trị về mặt đối chiếu. Cái giá trị mà đối chiếu này có thể áp dụng được cả với cả bác sĩ lâm sàng và cả các bác sĩ giả phẫu bệnh. Ví dụ như là trên lâm sàng các bác sĩ thấy rằng đây là một kiểu ung thư kích thước nhỏ và tiến triển rất là chậm. Đấy. Và trên đến khi các bác sĩ đọc cái kết quả giải phẫu bệnh đấy là một ung thư biểu mô vú xâm nhập mà lại độ 1 chẳng hạn. Nhưng mà thế nào mà các bác đến khi mà trả cái kết quả về mặt hormone miễn dịch này thì nó lại trả dạng trả kết quả là đấy là một ung thư mà bộ ba âm tính. Đấy. Thì lúc ấy là đã xảy ra cái sự vênh. Bởi vì sao? Bình thường những ung thư bộ ba âm tính là những ung thư rất kém biệt hóa. Đấy. Thì nó không nó sẽ khó có khả năng mà nó lại tiến triển chậm kích thước nhỏ như vậy được, rồi kể cả độ 1, độ 2 như vậy được đúng không ạ? Thì lúc đấy là gì? Lâm sàng hoặc là giải phẫu bệnh hoặc là cả hai sẽ phải cùng xem lại xem là nó có cái bất thường ở đâu hay không. Có thể là giải phẫu bệnh đánh giá sai hoặc đánh giá quá ở đâu ạ? Đấy, hoặc là cái khai thác lâm sàng của bệnh nhân nó chưa được hợp lý, hoặc là có khi là gì, bởi vì đây là chúng ta là nhiều khi là chúng ta sinh thiết trước rồi chúng ta mới mổ đấy, thì có khi là lúc ấy là có khi là cái sinh thiết chúng ta nó chưa đi vào được vào cái vùng đại diện của ung thư vú đấy đúng không ạ? Cuối cùng thì vì đây là cái một cái bài về sinh hormone bất tử thì chúng ta sẽ nói chút về thêm nữa về sinh hormone bất tử. Thì cái ung thư vú ấy thì nói như thế thì chẳng lẽ là không bao giờ chúng ta dùng làm các cái xét nghiệm phân tích gen
thực tế ra là ở những nước mà thứ nhất người ta phải có tiền, thứ hai nữa là ở cái nước mà chưa có điều kiện như chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm phân tích gen, nó chỉ dành cho những đối tượng mà có nguy cơ cao. Thì những đối tượng cụ thể mà nên được làm xét nghiệm gen thì trong tổ chức cái quyển sách phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ năm đấy, họ cũng đã đưa ra các khuyến cáo tương ứng là với các nhóm đối tượng như thế nào thì nên dùng các cái bộ xét nghiệm sinh phân tử như thế nào. Đấy, thì cái này các anh chị có thể đọc thêm. Còn về cái đột biến gen của dòng mầm của gen BRCA1 và BRCA2, các hướng dẫn cụ thể của nó cũng đã được đưa ra đối với ESMO năm 2019 đây, và của NCCN nó còn đưa ra chi tiết hơn nữa, thì các anh chị có thể đọc thêm trên slide về sau. Tổng kết lại dù của bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái chẩn đoán mụn học ung thư vú là một cái chẩn đoán rất là quan trọng, vì nó không chỉ cung cấp cái thông tin chẩn đoán xác định mà nó còn cung cấp rất nhiều các thông tin giúp điều trị và tiên lượng bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa là cái chẩn đoán về mặt sinh học của phân tử của ung thư vú là rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên là cái tính ứng dụng của nó đặc biệt ở Việt Nam chưa cao, thế nên là hiện tại chúng ta vẫn sử dụng cái phân loại giải phẫu bệnh lâm sàng, sử dụng cái phân loại phân tử thay thế, sử dụng hormone miễn dịch. Và hy vọng rằng là qua các bài học ngày hôm nay thì các anh chị đã hiểu hơn được về giải phẫu bệnh của ung thư vú, và chúng ta sau này có thể sẽ hợp tác tốt hơn giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh để có thể chẩn đoán và xử trí tốt hơn nữa cho bệnh nhân.